Anh chọc bụng 6 múi đường đường là người nhái của cộng đồng hải quân Hoa Kỳ, với danh hiệu trung úy đỉnh cao từng vào ba ra bảy à nhầm vào sinh ra tử không biết bao nhiêu chiến tuyến. Còn cứu cả chuyên viên an ninh giỏi nhất của Bộ Quốc phòng thoát khỏi vụ bắt cóc đình đám, ấy vậy mà khi rời khỏi vòng vây nguy hiểm, anh lại bị bắn lén phải nằm viện mất 2 tháng, còn chuyên viên an ninh thì cũng hẹo luôn từ đó. Sau khi ra viện, cấp trên đến đón anh chọc và giao cho anh nhiệm vụ tìm lại một con chip mà trước đây giáo sư từng chế tạo ra. Con chip này có khả năng làm nhiễu sóng tầng cao, ngăn chặn được các quốc gia khác phóng hỏa tiễn hạt nhân. Nhưng vì giáo sư đã bị sát hại không kịp để lại lời trăn trối nên hiện tại con chip ấy cũng bật vô âm tín. Để thực hiện kế hoạch này, Sen và cấp trên cùng lên một phương án rằng anh sẽ đến nhà giáo sư giúp đỡ người vợ. Tưởng chừng như chuyện vô cùng đơn giản nên Sen nhận lời không chút suy nghĩ. Cho đến khi đặt chân vào căn nhà thì hối hận không kịp. Gia đình này có tổng cộng 5 người con, trong khi đó đứa nhỏ nhất hiện vẫn chưa cai sữa. Theo như kế hoạch của cấp trên thì Sen sẽ phải phối hợp cùng bà vú để trông chừng bọn trẻ. Thời gian mấy ngày tới, cấp trên sẽ hộ tống vợ giáo sư đến ngân hàng bảo mật lấy đồ trong két an toàn của ông ấy về. Cuộc đời Sen chưa bao giờ nghĩ anh lại được nhận nhiệm vụ dễ dàng đến thế. Đối với một trung úy như anh thì xử bọn oát con chưa cai sữa này chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên đời không như là mơ, bọn chúng đùa nghịch đủ chuyện khiến anh không những muốn chọc luôn cái đầu trên mà suýt hói luôn cả cái đầu bên dưới. Sen đề cao cảnh giác, sợ sẽ có người lẻn vào trộm bí mật của giáo sư nên chỉ cần nghe thấy tiếng động lạ là anh lập tức xoắn cả mông. Nghe tiếng bắn súng la hét còn nghĩ rằng có người lạ đột nhập, cho đến khi phát hiện ra chỉ là bé con đang chơi trò chơi điện tử quá phấn khích. Chưa kịp hoàn hồn thì anh lại nghe tiếng chuông báo động đột nhập ngoài cửa, anh chọc phóng như tên bắn ra ngoài lôi tên thanh niên đang có ý tưởng trèo tường vào nhà. Nào ngờ đại tiểu thư của giáo sư lại giải thích anh chàng này chính là bạn trai của cô. Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha. Anh quyết định phạt thằng bé phải vượt qua thử thách bằng cách hít đất 20 lần rồi mới được đi, chỉ mới ngày đầu tiên đã thấy có quá nhiều vấn nạn nan giải. Thế là anh chọc quyết tâm phải chấn chỉnh lại cái gia đình này. Sáng đúng 6 giờ sáng, anh bất chấp thổi còi lôi đầu bọn trẻ ra khỏi chăn êm nệm ấm. Kể cả bà vú già cũng không tránh khỏi kiếp nạn này. Để an toàn cho tất cả, anh quyết định phát cho mỗi người một chiếc vòng tay định vị để tiện theo dõi. Chưa đầy 2 ngày kể từ khi anh chọc đến đây đã gây ra không biết bao nhiêu thiệt hại, đến độ bà vú chịu không nổi phải xách vali bỏ về. Phen này một mình anh mà gánh tim cân cả 5 đứa nhỏ thì có mà rụng hết lông chứ đừng nói gì đến tóc. Sen kiên trì dùng mọi kỹ năng để giữ chân bà vú lại. Vừa đúng lúc có điện thoại từ vợ ông giáo sư, anh càng bất chấp hơn, một tay nghe điện một tay túm chân túm cẳng bà vú. Nghe đâu vợ ông giáo sư sẽ ở lại thêm vài ngày nữa vì bà không biết mật mã mở két an toàn. Thế là Sen càng nhiệt tình hơn cố níu kéo hạnh phúc này. Thế nhưng ông trời chẳng cho anh toại nguyện, thứ gì càng nắm lấy thì lại càng dễ tụt mất. Và bà vú đã ra đi bỏ lại cho anh 5 đứa nhỏ mà cả một kỹ năng thay tã anh còn không biết. Kêu trời không thấu, kêu đất không nghe. Kể từ khi bà vú cuốn gói ra đi, mọi chuyện trong nhà càng trở nên khó hơn. Đường đường là lính hải quân mà giờ phải một nách 5 con đưa bọn trẻ đi học. Đến trường gặp thầy hiệu phó có biệt danh búp bê bé nhỏ và phải nghe ông mắng vốn hết đứa này đến đứa khác. Một khóa có 23 tiết học mà vắng hết 22 thì về nhà chăn bỏ đi thì hơn. Sen thấy ngứa nắm đấm nhưng nể ông ấy là thầy của bọn trẻ nên cũng ráng nhịn. May thay lúc này cô hiệu trưởng hết nước chấm kịp thời xuất hiện. Còn kể rằng cô từng là sĩ quan nên Sen cũng nể nang phần nào. Do đó thay vì hơn thua với gã búp bê bị lỗi kia, Sen quyết định đi xung quanh trông chừng bọn trẻ. Anh tia ống nhòm từng khu vực từ ngoài vào đến trong phòng học. Đang ngồi cùng hiệu trưởng thì báo động vang lên. Anh vội để lại bọn trẻ rồi phóng lên xe phi thẳng đến điểm định vị. Bất chấp tất cả chướng ngại vật trước mắt, thậm chí tông thẳng vào tường để rồi chui xuống ống cống. Càng đi về phía trước thì càng đến gần với mục tiêu trên thiết bị định vị. Bên dưới là dòng nước cống đen ngòm đang chảy cuồn cuộn. Sen bất chấp nhảy xuống thò tay bắt lên được chiếc vòng định vị mà anh đã đeo cho bọn trẻ. Trở về nhà với một thân hình dính đầy chất thải sinh học, trà tắm 77-69 lần mới sạch đi mùi khám khựa khi nãy. Tuy nhiên kiếp nạn của Sen vẫn chưa dừng lại ở đó. Theo lịch trình thì bọn trẻ sẽ có vài giờ hướng đạo sinh trong tuần. Anh còn phải làm bánh rồi hộ tống bọn trẻ đi bán bánh dạo ngoài phố. Hết đứa này lại tất bật đưa đứa khác đến khu vui chơi. Dần dần Sen cũng đã làm quen với sự nghiệp chăm trẻ. Anh còn nhiệt tình ngụp lặn trong nhà banh chỉ để nhặt lấy một chiếc tã của đứa bé bị đánh rơi. Quả tận tâm với nghề Sen mà đứng số 2 thì chẳng ai dám giành giải đặc biệt. Chăm xong bọn nhỏ thì giờ lại đến đứa đầu to nhất nhà. Cô bé rủ dê hội báo thủ về mở party linh đình. Thay vì như những phụ huynh khác, Sen có thể đuổi chúng đi trong vòng một nốt nhạc. Nhưng anh lại không làm thế mà nhiệt tình giữ chân bọn trẻ lại. Chủ yếu là bắt chúng phụ dọn dẹp vệ sinh trả lại hiện trạng ngôi nhà rồi mới được rời đi. Trong lúc đó anh may mắn phát hiện ra một chiếc đĩa có nhãn dán là Ghost trùng tên với con chip của ông giáo sư nên anh vội đút vào túi. Không may thay hành động này lại bị hai kẻ lạ mặt theo dõi bên ngoài trông thấy. Chẳng mấy chốc hai tên sát thủ đã nhào lộn vào từ cửa sổ vào để cướp lại chiếc đĩa. Sen nhanh chóng yêu cầu bọn trẻ bồng em bé chạy đi trốn. Còn anh ở lại một mình chiến đấu với hai tên sát thủ. Do thấy Sen không có vũ khí nên bé ba đã liều mình tiếp chổi trà cho anh. Sen sử dụng tất cả những gì anh vớ được.
Từ phấn bột em bé cho đến vượt cầu lông đều được mang ra trưng dụng, đánh một lúc chúng bắt đầu cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ từ sên. Nếu còn nấn ná ở lại thêm thì chắc chẳng còn cái nịt quay về, do đó chúng thà bỏ của chạy lấy người chuồn ra ngoài mà không kịp nói lời từ biệt. Nhờ vượt qua được kiếp nạn lần này mà bọn trẻ đã nhận biết được tầm quan trọng của sên, từ giờ cả lớn lẫn bé đều một lòng một dạ khuất phục nghe lời sên răm rắp. Hôm ấy bé hai nhà giáo sư bị trường học phát hiện tham gia hội nhạc kịch, ông hiệu phó cho rằng cậu bỏ hội đô vật để vào nhạc kịch là một sự sỉ nhục lớn cho nền giáo dục nước nhà. Tuy có mặt sên ở đó nhưng anh không phản bác mà âm thầm theo dõi bé hai xem thực hư thế nào. Đến nơi nhìn thấy thằng bé đang biểu diễn văn nghệ trong khuôn mặt rất hạnh phúc, nhưng khi ẵm bạn diễn thì cậu bé lại chẳng đủ sức khiến mình và người đều ngã lăn quay. Nhìn thấy gương mặt thằng bé thất thần, sên bước đến khuyên nhủ nếu có khó khăn cháu không nên bỏ cuộc, bởi vì khi tiếp tục thì cháu sẽ càng thấy khó khăn hơn. Nhờ được sên khuyến khích mà thằng bé đến trường bỏ luôn bộ môn đô vật và tuyên bố thẳng mặt thầy hiệu phó rằng từ giờ cậu sẽ theo học nhạc kịch. Vì trước đây bố muốn cậu thật mạnh mẽ nên mới bắt cậu theo học đô vật, cả thầy hiệu phó cũng trêu cậu là đồ ẻo là, gia đình không có đàn ông. Đúng thật là chạm vào nỗi đau mất bố của họ nên sên không thể để yên được nữa. Anh lập tức lên kèo solo với thầy hiệu phó, trận đấu thu hút được khá nhiều khán giả nhí đến cổ vũ. Tại đây sên chỉ cần dùng một tay cũng đủ tháo từng khớp của ông thầy. Đây là cảm giác mà ai cũng thích thú khi nhìn thấy thầy mình bị ăn hành. Để vớt phát lại một chút sĩ diện, gã hiệu phó chơi bất ngờ bóp ti của sên nhưng anh chẳng thấy hề hấn gì. Còn tươi tỉnh vật ông ấy xuống sàn một phát nằm bất tỉnh nhân sự, bọn trẻ nhận ra được tầm quan trọng của việc học võ nên cũng đồng ý theo sên tầm sư học đạo. Anh bắt đầu dạy võ tự vệ cho bọn trẻ, dạy cô cả lái xe để thi lấy bằng lái. Giờ phút này chuyện thay tã đối với sên chỉ là chuyện con muỗi. Mọi thứ tiến triển khá tốt và đều nằm trong tầm kiểm soát của anh. Sự ân cần chăm sóc của sên bao lâu nay đã khiến bọn trẻ bất chợt gọi anh là ba. Đến tận hôm nay vợ giáo sư mới đoán ra được mật mã để lấy chiếc chìa khóa trong két an toàn. Nghe tin ngày mai mẹ về bọn trẻ rất vui. Nhìn thấy cảnh tượng này sên cũng cảm thấy hạnh phúc dâng trào trong lòng. Đêm đó nghe tiếng vịt kêu ồn ào nên anh lần tìm xung quanh nhà, vô tình phát hiện con vịt đang kẹt trong một nắp đậy. Anh giải cứu nó ra và lại phát hiện bên dưới là cả một căn hầm bí mật dài ngoằn dẫn đến nơi cất giấu con chip. Tuy nhiên để mở nó thì cần phải có chiếc chìa khóa vạn năng. Hôm sau khi mẹ về vô cùng xúc động vì buổi tiệc mà các con chuẩn bị. Tuy nhiên gia đình chưa kịp ăn mừng thì họ đã bị hai tên sát thủ tấn công, càng ngạc nhiên hơn nữa khi lớp mặt nạ được gỡ xuống. Họ phát hiện hai tên sát thủ này chính là đôi vợ chồng nhà hàng xóm, sên định ra tay nhưng không may bị tên đô đốc đánh ngất. Vậy hóa ra gã đô đốc cũng là đồng lõa với đôi vợ chồng nhà hàng xóm kia. Cả nhà giáo sư nhanh chóng bị bắt trói bịt mồm, gã xuống vị trí căn hầm đã được sên thông báo từ trước để lấy con chip. Bọn trẻ bên trên không chịu cảnh bị cầm tù nên cũng bắt đầu hành động, cởi dây trói xong bé ba bắt đầu làm mắt lé để dọa cho em bé trong nôi khóc. Dụ tên canh gác đến chăm em bé xong chúng tranh thủ cháo vị trí cởi trói cho nhau rồi bất ngờ tặng cho gã sát thủ một cú đấm xanh mặt. Bọn trẻ nhanh chóng rời khỏi phòng và chạy đến cứu sên, anh chỉ đạo cho cô cả chở mọi người chạy trốn để đánh lạc hướng gã sát thủ chồng đuổi theo. Trên này sên xuống hầm ngăn chặn âm mưu của tên đô đốc. Tuy nhiên bên dưới căn hầm lúc này tên đô đốc cũng đứng hình vì không có được mật mã để hóa giải những cạm bẫy đã được cài đặt sẵn. Vì sự an nguy của vợ ông giáo sư, sên đành vắt óc suy nghĩ và cuối cùng anh cũng đã nhận ra, không ngờ mật mã hóa giải cạm bẫy lại chính là lời bài hát mà bọn trẻ thường hay hát. Anh biểu đạt hành động đúng theo thứ tự và quả nhiên có thể tránh các chướng ngoại vật, thậm chí còn nhanh chóng vô hiệu hóa được các ám khí bên trong căn hầm. Nhân lúc có sơ hở sên nhanh chóng ra tay trước, tung cước đánh vật tất cả thành công giải cứu vợ ông giáo sư và đồng thời cũng lấy được con chip. Cô cả lúc này sau khi dẫn gã sát thủ chồng đua một vòng quanh thành phố, cuối cùng cũng đã quay lại điểm xuất phát là ngôi nhà thân yêu. Tuy nhiên lần này cô còn mang theo cả một đoàn cảnh sát đi cùng, gã sát thủ chồng lúc này không chịu khuất phục mà rút súng ra dọa. Yêu cầu sên phải lập tức giao ra con chip, trong cái khó ló cái khôn, anh bỏ tấm chip xuống cho con vịt rồi ra lệnh cho nó đớp quả trứng cút của hắn ta. Đúng thời điểm cô hiệu trưởng nhảy ra chấn hắn xuống, sau tất cả thì mọi thứ cũng đã kết thúc. Anh lính đầu chọc giờ đây trở thành một thành viên không thể thiếu đối với gia đình giáo sư, cùng tham dự tất cả những sự kiện trong đời bọn trẻ. Nội dung bộ phim hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo.